Xin chào các bạn, thì hiện tại tôi đang có mặt tại sân vận động Hàng Đẫy và trong buổi chiều ngày hôm nay tôi sẽ gửi tới các bạn những hình ảnh tập luyện của câu lạc bộ Hà Nội. Và đáng chú ý nhất thì trong buổi tập này thì sẽ có sự xuất hiện của Hùng Dũng, quả bóng vàng năm 2019. Và đây cũng là buổi tập mà Hùng Dũng sẽ lần đầu tiên trả lời trước phóng viên báo chí sau khi nhận giải quả bóng vàng của năm vừa rồi. Các bạn hãy cùng tôi theo dõi những hình ảnh tập luyện của Hùng Dũng cũng như là các đồng đội tại câu lạc bộ Hà Nội trong buổi tập chiều ngày hôm nay nhé. Đây là buổi tập thứ hai của Hùng Dũng sau khi giành danh hiệu quả bóng vàng. Có thể thấy anh vẫn đang rất vui vẻ và cười rất tươi sau khi giành được cái danh hiệu cao quý nhất của bóng đá Việt Nam. Như thường lệ thì Hùng Dũng và các đồng đội vẫn làm nóng cơ thể bằng các bài khởi động cơ bản nhằm giúp các bó cơ được hâm nóng trước khi bước vào buổi tập chính thức. Sau đó họ chuyển sang đá ma và rèn khả năng dứt điểm. Chúng ta có thể thấy là những cầu thủ như Hùng Dũng hay là Quang Hải thường là những người được giao nhiệm vụ di chuyển vào phía trong và dứt điểm. Với Hùng Dũng thì dù anh không ghi được quá nhiều bàn thắng như Quang Hải, nhưng sự có mặt của cầu thủ này trong vòng cấm vẫn là hết sức nguy hiểm dành cho khung thành của đối phương. Ở nửa sau của buổi tập, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã chia đôi đội hình để đá đối kháng 2 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 30 phút. Hùng Dũng được bố trí thi đấu ở đội hình chính cùng các cầu thủ như Quang Hải, Văn Quyết, Thành Trung. Còn phía bên kia thì có Thành Lương là người nhiều kinh nghiệm nhất. Dù vừa giành được giải thưởng cao quý, song khi trở về buổi tập với các đồng đội thì Hùng Dũng vẫn giữ được cho mình một phong thái rất là chuyên nghiệp. Anh di chuyển không biết mệt mỏi bên phía cánh phải để phối hợp với Văn Kiên. Và trong những chia sẻ trước đây của mình thì Hùng Dũng cho biết mình thường có xu hướng di chuyển ra gần biên như vậy là để giúp đỡ cho những cầu thủ như Văn Kiên hay là Ngân Văn Đại có được khả năng tỏa sáng nhiều hơn và cũng như là tiến bộ nhanh hơn trong cái quá trình thi đấu tại V-League. Và ai cũng biết là hai cầu thủ này đã tiến bộ rất nhanh như thế nào dưới sự giúp đỡ của Hùng Dũng. Bộ đôi này cũng đã từng được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam nhiều lần trong quá khứ. Trở lại với Hùng Dũng, cầu thủ này vẫn đang tự hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày. Có thể thấy cơ thể của Hùng Dũng đang ngày càng hoàn thiện. Các cơ bụng đã lộ ra một cách rất rõ ràng. Còn bắp chân của anh thì cũng rất là săn chắc. Ở Hà Nội FC hiện tại thì Hùng Dũng có vai trò không kém gì Văn Quyết hay là Thành Lương. Anh thường xuyên trao đổi với các đàn em để giúp họ cải thiện bản thân và cũng như tự rút ra được những kinh nghiệm qua từng buổi tập. Và trong một lần trả lời phỏng vấn thì đương kim của bóng vàng của chúng ta đã cho biết rằng trong tương lai rất có thể anh sẽ trở thành một huấn luyện viên và dẫn dắt một đội bóng nào đó tại V-League. Bởi vậy mà các fan của Hà Nội FC có lẽ sẽ rất mơ mộng vào cái ngày mà họ có thể chứng kiến Hùng Dũng ngồi trên băng ghế chỉ đạo của đội bóng thủ đô và không chỉ gặt hái được những thành công, những danh hiệu trong nước mà còn là việc sẽ vươn ra biển lớn với những giải đấu mang tầm châu lục. Đức tính chăm chỉ của Hùng Dũng được thể hiện một cách rất rõ ràng khi mà sau buổi tập, trong khi các cầu thủ khác đã ngồi xuống nghỉ ngơi và uống nước, thì anh cùng Đậu Văn Toàn vẫn đang chạy rất miệt mài trên sân. Đây chính là đức tính đã giúp cho Hùng Dũng dù không quá tài năng nhưng đã âm thầm vươn lên và giành được những thành công như ngày hôm nay. Ngay sau đây các bạn hãy cùng đến với phần trả lời phỏng vấn rất được trông đợi của Hùng Dũng. Các bạn đừng quên bấm like, subscribe, đồng thời ấn nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Đúng là sau khi giành được giải thưởng thì bản thân mình rất là vui và hạnh phúc. Nhận được rất là nhiều lời chúc mừng của bạn bè, gia đình cũng như là người hâm mộ. Sau đó về đội thì được ban luyện cũng như là toàn thể đội chúc mừng thì rất là vui, nhưng mà ngay sau đó thì toàn đội đã quay trở lại tập luyện để tập trung cho đấu gặp Đồng Tháp cuối tuần này. Dũng có thể cho biết trong cái thi đấu tập ngày hôm nay chia đội thành 2 hiệp 30 phút ấy, thì cái đội của Dũng có phải là cái đội hình sẽ thi đấu trong trận quốc gia sắp tới gặp Đồng Tháp? Cái này thì vẫn chỉ là buổi tập của câu lạc bộ Hà Nội và đội hình chính thức sẽ chỉ được biết trước giờ thi đấu khoảng vài tiếng đồng hồ. Trong các buổi tập sắp tới thì các cầu thủ còn phải cố gắng hơn nữa để cạnh tranh một vị trí chính thức.
Vị trí thủ môn thì đang là một trong những cái điều gây lo lắng cho ban huấn luyện của câu lạc bộ Hà Nội. Thì Dũng ông có thể chia sẻ một chút về cái việc mà sắp tới câu lạc bộ Hà Nội sẽ chiêu mộ thêm một thủ môn và cho biết danh tính của thủ môn đó. Bản thân mình cũng chưa biết là đội Hà Nội sẽ nhận thêm một thủ môn nào nữa. Tuy nhiên thì nếu như có một thêm một thủ môn thì rất là tốt, vì hiện tại có Phí Minh Long đang chấn thương thì đúng là đội đang khá là thiếu ở vị trí thủ môn, và có sự bổ sung thì cũng tốt cho việc tập luyện cũng như là thi đấu. Vâng, có thông tin cho rằng thì thủ môn Bùi Tấn Trường sẽ cập bến Hà Nội, thì nếu mà Bùi Tấn Trường cập bến Hà Nội thì theo Dũng suy nghĩ như nào về thủ môn này? Bất kỳ một thành viên nào khi trở về hoặc là đến với câu lạc bộ Hà Nội thì đều được sự đón nhận của câu lạc bộ, của ban luyện cũng như toàn thể đội bóng, sẽ giúp cho cầu thủ đấy hòa nhập cũng như là có được cái phong độ tốt để cống hiến cho câu lạc bộ. Dũng bao giờ xem Bùi Tấn Trường thi đấu chưa? Bản thân mình thì đã thi đấu trực tiếp với Tấn Trường rất là nhiều lần rồi. Thì em thấy Bùi Tấn Trường như thế nào? Ở thời điểm hiện tại thì Tấn Trường là một thủ môn có kinh nghiệm, vì anh ấy đã chơi chuyên nghiệp rất là lâu rồi, và cái kinh nghiệm này có thể sẽ tốt cho đội bóng nếu như anh ấy gia nhập câu lạc bộ Hà Nội. Hôm nay thấy hiệp 1 thì Thành Trung chơi vị trí trung vệ, còn hiệp 2 thì Thành Trung được đẩy lên đá cao nhất trên hàng tấn công. Thành Trung bao giờ đá như thế không? Thành Trung vẫn thường xuyên có cơ hội tại vị trí tiền đạo khi mà đội bóng gặp khó khăn, vì bạn ấy có là cầu thủ có chiều cao cũng như là có khả năng dứt điểm khá tốt bằng đầu cũng như là bằng chân. Mục tiêu của Hùng Dũng cụ thể của Hùng Dũng sau khi giành quả bóng vàng như nào, chẳng hạn như là AFF Cup hoặc là SEA Games năm tới? Với câu lạc bộ thì mình sẽ cố gắng giúp câu lạc bộ lần đầu tiên giành 3 chiếc vô địch liên tiếp. Đấy là cái kỷ lục mà chưa câu lạc bộ nào tại Việt Nam làm được. Sau đó thì ở đội tuyển thì sẽ cố gắng bảo vệ chiếc vô địch AFF Cup, cũng là lần đầu tiên nếu như Việt Nam làm được điều đó. Còn SEA Games năm sau thì có lẽ là vẫn còn rất là nhiều thời gian và mình vẫn phải chờ đợi. Tuy nhiên thì mình vẫn hy vọng là sẽ dành nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ nhiều hơn. Hùng Dũng thấy có trách nhiệm gì sau khi mà nhận được danh hiệu quả bóng vàng? Thật ra thì quả bóng vàng chỉ là sự ghi nhận cho năm 2019 thôi. Và bây giờ mình đã hoàn toàn bình tâm trở lại và chuẩn bị cho năm 2020, chứ đấy chỉ là cái sự ghi nhận các năm đã qua thôi. Và đây là khởi đầu mới cho mình. Trong sự nghiệp của Hùng Dũng thì không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Chẳng hạn cái việc mà bị loại U14 Hòa Phát hồi xưa thì Hùng Dũng cũng coi đấy là sau cái sự cố đấy, thì Hùng Dũng coi là cái sự thành công của mình là tấm gương cho các cầu thủ trẻ. Với mỗi cầu thủ trẻ thì thật ra là có rất nhiều tấm gương, và các bạn ấy sẽ nhìn vào không chỉ bản thân mình đâu mà rất nhiều cầu thủ như Quang Hải, như Duy Mạnh hay Đình Trọng, những cầu thủ rất tốt, hay là Trịnh Trọng Hoàn chẳng hạn, anh ấy có thể chơi đến năm 30 tuổi. Thì mỗi cầu thủ sẽ có một thần tượng riêng của mình, và hy vọng các bạn sẽ nhìn vào những thần tượng đó và tiếp tục phát triển. Với Dũng có những nhắn nhủ gì cho các cầu thủ trẻ? Với các cầu thủ trẻ thì có lẽ ngoài việc tập luyện hàng ngày chăm chỉ thì hãy cố gắng trau dồi những kiến thức nền, những kiến thức cơ bản về bóng đá, lý thuyết, thì những cái đấy sẽ tốt cho các bạn ấy trong quãng đường còn lại. Hùng Dũng bây giờ vẫn còn đang học tiếng Anh đúng không? Thì cái mục tiêu của Hùng Dũng khi mà học tiếng Anh là để làm gì, có định theo hướng nào đấy không? Chẳng hạn như là ban đầu chẳng hạn. Nếu như có cơ hội thì cũng bản thân mình cũng muốn thử sức, nhưng mà việc học tiếng Anh thì nó không chỉ đơn giản là việc được thi đấu nước ngoài, mà còn rất là nhiều việc tiếp cận với bóng đá thế giới, hoặc là để sử dụng trong mục đích tụ tập hàng ngày. Khi mà đội có những cầu thủ nước ngoài, mình sẽ giao tiếp tốt hơn, và đấy là mục tiêu chính của mình. Trận đấu với Đồng Tháp sắp tới là cái trận đấu chính thức đầu tiên sau khi mà đội phải nghỉ vì dịch Covid, thì mục tiêu của toàn đội cũng như bản thân Dũng trong trận đấu sắp tới gặp Đồng Tháp là gì? Toàn đội sẽ cố gắng giành chiến thắng, thì biết đây là trận đấu rất là khó khăn. Khi mà không có các thủ ngoại binh thì các thủ nội binh sẽ phải cố gắng nhiều hơn, và đặc biệt đây là trận đấu knockout nên sẽ không có cơ hội sửa sai, nên là các cầu thủ trong đội đã tập luyện rất là tập trung, và mọi người đặt mục tiêu cao nhất tại giải đấu vô địch Cúp Quốc gia này. Trong suy nghĩ của Dũng thì Dũng có định hướng cho mình trở thành huấn luyện viên không? Bản thân mình cũng rất mong muốn sau này khi mà giành đá bóng thì trở thành huấn luyện viên. Danh hiệu quả bóng vàng là sự ghi nhận, là cái sự vinh dự với bất kỳ cầu thủ nào, nhưng mà ngoài ra thì sau khi nhận xong rồi thì có bị áp lực hoặc là có bị gánh nặng gì về cái sau khi mình được ghi nhận không? Phải thi đấu tốt hơn, phải giữ vững cái phong độ. Đúng là như vậy. Bản thân mình nghĩ là cầu thủ nào cũng như vậy thôi, vì khi nhận bóng vàng xong thì nhận được sự chú ý rất nhiều của giới truyền thông cũng như là dư luận. Thì ngoài ra thì việc khi mà ra sân ấy, thì các đối thủ sẽ nghiên cứu kỹ hơn cũng như là để ý hơn, thì việc đó cũng được đã lường trước. Thì ở đội có rất nhiều anh lớn đã từng trải qua, như anh Lương hay anh Văn Quyết đã có nhiều kinh nghiệm trong việc là đối diện áp lực, thì bản thân có những người anh chia sẻ cũng như là
động viên những thời điểm khó khăn để giúp các cầu thủ bình tâm cũng như là có được phong độ tốt. Khi còn nhỏ thì Dũng có chia sẻ rằng là khi còn nhỏ thì mình rất thích học. Vậy thì ngoài cái việc học ra thì có khi nào mà mình thích đọc những sách khác không? Tranh hoặc là truyện tranh hoặc là gì đấy chẳng hạn? Thời thiếu niên ấy, thì cũng có đọc những cái truyện tranh, truyện tranh về bóng đá chẳng hạn. Đối với Công Thành thì các cậu trẻ ở tuổi trẻ, như là khi mình còn trẻ thì mình rất thích, đấy là cái thú vui rất là khi mình còn bé. Vậy thì có phải rằng là đấy là một trong những cái mà tiếp thêm động lực và đam mê cho mình theo nghề đến tận bây giờ và đạt thành công như thế? Thật ra thì đam mê và động lực thì nó theo gắn mình từ năm rất là nhỏ rồi, thích đá bóng và đôi khi mình tập luyện một mình, chả cần ai tập cùng, thì mình nghĩ là không chỉ phải vì đọc truyện tranh mà mình thích đâu, vì đam mê nó. Có phải đấy là một trong những cái phần mà mình gọi là thêm cái phần thích không? Cũng không phải quá nhiều, thì mình đã đam mê từ nhỏ và những cái phụ gia như vậy thì cũng chưa chắc đã làm cái thứ chính để mình theo đuổi đam mê. Câu hỏi cuối cùng ạ. Hôm biết của ông Hoàng thì có vợ đi cùng thì hầu người thân cũng đi cùng, thì Dũng đã nói gì với vợ hoặc người thân của mình ngay sau khi mình đạt được cái tuổi như vậy? Với người thân và gia đình thì mình đã chia sẻ rất là nhiều từ ngay cái trước khi nhận bóng vàng rồi, và ngay sau khi thì mọi người cũng đã ngồi ăn với nhau. Tuy nhiên thì cũng không có gì quá nhiều, vì hàng ngày gặp nhau thì những cái câu chuyện chia sẻ nó đến hàng ngày rồi, và sau nhận bóng vàng thì chỉ chúc mừng nhau và ngồi ăn vui vẻ như những bữa cơm gia đình bình thường thôi. Bộ phỏng vấn kết thúc đây, cảm ơn anh chị ạ.